Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022 tới đây, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt nguội ngay tại nơi cư trú thay vì quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội như trước đây. Theo quy định hiện hành, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ phải đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Lúc này, người bị phạt nguội buộc phải quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết. Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 15/2022 có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc. Khi người vi phạm đến làm việc, thì trưởng công an cấp xã, cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định. Ngoài ra, người vi phạm cũng sẽ có thêm một cách để nộp phạt vi phạm giao thông, đó là truy cập Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an. Bước 1. Truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của Bộ Công an theo đường link dịchvucong.bocongan.gov.vn. Bước 2. Chọn mục Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bước 3. Chọn nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bước 4. Chọn nộp hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt.